Ok, và chúng ta tiếp tục quay lại với truy kích 8v8 của VTC. Để cùng tiếp tục xem các cái mốt chơi của truy kích thì nó như nào. Hôm trước chúng ta đã chơi thử một số cái mốt như là chơi chế độ chơi tự do, chế độ chơi PvE, tức là đấu với AI. Rồi, hôm nay mình sẽ chơi thử chế độ Arena xem nào. Về Arena thì có rất nhiều cái chế độ chơi, chế độ đập bom sport, chế độ tổ đội. Chơi thử chế độ này đi. Đập bom thì mình chưa trúng map, đi dễ bị ăn chửi lắm. Map thì chưa thuộc, đi lung tung thì nào bị ăn chửi. Rồi đây chúng sẽ chơi độ, sẽ thử chế độ tổ đội xem là như nào. Nó sẽ cầm cổ này à? Nó bắn mình vậy. Ui trời ơi. Tổ độ này thì cũng khác gì đấu đội đâu. Bị thằng kia bóc sao? Khổ chứ. Đấy hơn rồi. Đang đông thì chỉ có thủ thôi. Ok, như vậy chúng ta sau chế độ tổ đội chúng ta chỉ có thế này thôi, từ cái gì. Rồi chúng ta sẽ chơi chế độ khác, chế độ 88 là chế độ như nào. 88 có khi là chế độ đồng đội như vậy. Nó cũng là 88. Mẹ có gì áo gì đâu. Đột kích ngày xưa chơi là bao nhiêu nhỉ? 10 người à? Lắm rồi, mình không chơi đột kích, không chơi lắm. Rồi mình xem chế độ rank tournament như thế nào. Khá nhiều chế độ. Và cuối cùng có lẽ chơi thì là bom phát xem nhỉ. Bom là chế độ gì, thi đấu quốc tế rồi, esport rồi. Unstoppable!
Ôi, chế độ mổ. Chế độ dễ chơi vậy đấy. Để chế độ đấu rank trong cái truy kích. Ờ, đây là level 4 rồi. Từ cái chỗ chơi này nó cũng có quá nhiều cái gì gọi là sự mới mẻ trong này. Sao nó bắn vậy?
success. Killing spree. Này nó tôi bắn vào cái gì đây? Quá nhàn luôn. Rồi, con này sẽ thoát cái chỗ này rồi, nhàm chán quá. Cái chỗ nó khá là nhàm chán. Rồi. Nâng cấp. Rồi, như vậy mình có thể mở thêm được một chế độ nữa. Như vậy là trong ngày thì chúng ta không thấy còn cái chế độ gì có thể chơi được nữa. Chơi thử đặt bom esports nào. Rồi chúng ta chưa thử đặt bom trong cái truy kích để xem nó có khác gì không. Khá là chậm. Chết mẹ. Nghèo cái đái rồi ta mà súng này bắn gì. Như mẹ mít rồi trời. Đặt mẹ bom rồi. Đó, bom A, bom B, chỗ đéo nào. B này, đang bom B này. Này, nó có gì à? Vào gỡ bom rồi. Anh nhầm ơi, anh nhầm. Mà mình là cướp phải là cảnh sát đấy đi. Mission destroy the target. Hôm nay đéo bắn được xa. Đi đi. Nó trên đầu của nhà Mission success. Mission destroy the target. Trời ơi, nó bắn được sao? Xịt mẹ mày!
Es un dios. Bắn đeo chúng đi. Bắn đeo chúng đi. Sao đéo súng bắn được à? Đéo súng à? Khổ lóc mà đéo. Success. Nhanh vậy. Cái này nhanh quá mình chưa biết chơi. Mission, destroy the target. Nó bắn ở đây nè. Mày đang nghe nó nhìn thấy mình à? Mày luôn. Mission, destroy the target. Chết mẹ rồi. Ôi, ngon vậy. Đặt đi một đéo. Giật. Bắn ở đéo đâu ra. Có lẽ chúng ta sẽ được review truy kích ở đây. Xin chào và gặp lại trong các video game tiếp theo. Xin cảm ơn.